tại sao lại có rất nhiều cổ phiếu có một kết quả kinh doanh rất là tốt ngoài mong đợi mà giá cổ phiếu lại không tăng được nhưng cũng có những cổ phiếu kết quả kinh doanh ra thì giá cổ phiếu lại tăng như vậy ở đây có một điều gì đó có lẽ như mọi người đang không đặt kỳ vọng vào cái ngành nghề đó và cái doanh nghiệp đó nhưng trên thực tế doanh nghiệp đó lại làm tốt hơn những gì mà chúng ta kỳ vọng như chúng ta cũng biết thôi, một vài ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các dịch bệnh thì chúng ta không nghĩ rằng cái kết quả kinh doanh của cái ngành nghề đó, doanh nghiệp đó nó lại tốt như vậy. Và khi như chúng ta không nghĩ mà nó lại đạt được nhiều hơn những sự kỳ vọng thì Dũng gọi đó là các yếu tố về tính bất ngờ. Và cổ phiếu của PNG và kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020 có bất ngờ hay không được ra đời. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng. Nơi những chia sẻ Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức vì không sớm thì muộn. Không sớm thì muộn Dũng và anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán. Tại sao lại nói rằng là có những cổ phiếu thì có tính bất ngờ, có những cổ phiếu lại không có tính bất ngờ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút về ngành bán lẻ và cổ phiếu của P&G trong kết quả kinh doanh quý 4 năm 2020. Đầu tiên đây là ngành bán lẻ và bức tranh của ngành bán lẻ trong xuyên suốt của năm 2020 thì như anh chị cũng sẽ thấy thôi sức cầu của ngành bán lẻ nói chung nó sẽ là rất ok nó sẽ rất là là tốt nếu như không có dịch bệnh và khi có dịch bệnh thì anh chị cũng sẽ thấy là chúng ta bị cắt ly và chúng ta bị giãn cách cắt ly và giãn cách thì nó tác động trực tiếp đến ngành bán lẻ và chuỗi hệ thống của ngành bán lẻ và từ đó nó tạo ra những cái cú sụt giảm rất mạnh sau đó thì nó có những sự phục hồi và cuối năm thì cái sức cầu của ngành bán lẻ tốt hơn do đây là một cái dịp nghỉ và lễ và tết cho nên là sức cầu của ngành bán lẻ nói chung và các cổ phiếu trong kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ nói riêng thì nó có bắt đầu phục hồi. Nhưng nhìn chung câu chuyện của cả năm 2020 thì lĩnh vực của ngành bán lẻ coi như là một năm đi ngang, không phải là một năm phát triển và cũng không phải là một năm tăng trưởng. Đó là cái câu chuyện của ngành bán lẻ, là câu chuyện chung của một ngành. Và chúng ta cũng đang rất là kỳ vọng cho sự phát triển và sự phục hồi của ngành bán lẻ. Nhưng cũng không thể nói trước được điều gì cả, dịch bệnh nó vẫn rất phức tạp. Do đó thì việc mà ngành bán lẻ nó phát triển nó phụ thuộc rất nhiều vào sự chống dịch của chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam nói chung. Vậy PNG có gì bất ngờ hay không? Chúng ta hãy cùng nhau trực tiếp đi với nhau về hoạt động kinh doanh của PNG trong quý 4 và cả năm 2020 như thế nào. Thì anh chị cũng sẽ thấy thôi, doanh thu quý 4 là gần 6.000 tỷ là tăng trưởng khoảng 11%. Lũy kế thì là gần gần 18.000 tỷ tăng trưởng khoảng 4%. Nếu để so sánh về con số tăng trưởng 2%, thì nói chung PNG nó tốt hơn một chút so với sự phục hồi của ngành bán lẻ. Ngành bán lẻ phục hồi khoảng từ 7 đến 8% trong quý 4 năm 2020 thì PNG phục hồi khoảng 11%. Ngành bán lẻ tăng trưởng khoảng 2% trong xuyên suốt cả năm thì PNG tăng trưởng khoảng 4%, tức là cao hơn một chút so với ngành bán lẻ. Nhưng nếu để nói con số này có bất ngờ gì hay không đối với ngành bán lẻ thì thực sự nó không có quá nhiều bất ngờ đâu. Nhưng cái bất ngờ ở đây Dũng muốn lý giải và Dũng muốn trao đổi với anh chị đó là điều này Khi tất cả chúng ta đều nghĩ rằng cái câu chuyện của những lĩnh vực kinh doanh bên một mặt hàng không phải là mặt hàng thiết yếu Vì như chúng ta cũng phân tích thì mô hình kinh doanh bán lẻ nó có hai loại Một loại đó là mô hình kinh doanh bán lẻ của các lĩnh vực và các ngành nghề sản phẩm thiết yếu Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu chúng ta phải có cho nên cái việc mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid thì không bị ảnh hưởng trực tiếp mà bị ảnh hưởng gián tiếp Có thể là do bị cắt ly giãn cách nhưng những ngành nghề có tính chất đó là tính chất thỏa mãn mình, à, những ngành nghề có tính chất trang sức làm đẹp mình hơn thì nó có tính chất thỏa mãn hơn và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thu nhập của người dân. Thì rõ ràng ngành trang sức là ngành kinh doanh trong một lĩnh vực bán lẻ nhưng không phải là lĩnh vực lĩnh vực thiết yếu. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc thu nhập của mỗi người dân. Và như anh chị cũng sẽ thấy thôi, thu nhập thì có rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng và dùng tin là trong năm nay Tết có rất nhiều các doanh nghiệp, rất nhiều các ngành nghề sẽ không được thưởng Tết chúng ta cũng phải thông, phải phải thông cảm cho các doanh chủ cho các chủ doanh nghiệp là vì họ cũng có một năm làm ăn kinh doanh rất là khó khăn khi mà dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam và trên toàn cầu cho nên có rất là nhiều ngành nghề sẽ không có thưởng không có thưởng nó chỉ là một mặt thôi nó trẻ nó nó phản ánh được việc là thu nhập của rất nhiều ngành nghề và và đại diện cho rất nhiều ngành nghề và doanh nghiệp trên nền kinh tế nó có một mức thu nhập tăng trưởng âm thì tăng trưởng âm thì nhu cầu tiêu dùng thiết yếu thì chúng ta vẫn có nhu cầu sử dụng nhưng nhu cầu tính chất thỏa mãn hơn, tính chất làm đẹp hơn, tính chất cao cấp hơn thì rõ ràng là chúng ta không có nhu cầu đó hoặc chúng ta có ít đi lại, thỏa mãn bớt lại và cần phải cân đo đong đếm cái túi tiền của mình nữa. Thì đó là cái ý mà Dũng muốn trao đổi với cổ phiếu của PNG khi mà tất cả chúng ta đều phân tích như vậy. 2020 là một năm rất khó khăn của ngành bán lẻ và 2020 là một năm khó khăn kép của ngành của ngành bán lẻ trang sức như là PNG. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta phân phân tích và nhấn mạnh nhưng kết quả kinh doanh của PNG trong quý 4 thực sự là nó vượt mong đợi. Và đây là tổng hợp của 3 tháng cuối năm của 2020 của PNG trong kết quả kinh doanh. Và như anh chị cũng sẽ thấy thôi thì nó bắt đầu phục hồi và tăng trưởng rất là nhanh trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Cái cấu trúc tăng trưởng của PNG thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu, nhu cầu bán lẻ, tức là nhu cầu của người dân, tiêu thụ của người dân trong quý 4 thì tăng mạnh, tăng khoảng hơn 20%. Thì đó là cái yếu tố mà chúng cảm thấy bất ngờ và từ đó nó tạo ra một cái cú hích như vậy. Vậy thì tại sao Dũng phân tích rất là kỹ về câu chuyện rằng là chúng ta phải phân tích doanh thu. Nãy giờ chúng ta chưa nói về lợi nhuận, nhưng chúng ta cần phân tích rất là kỹ về câu chuyện doanh thu của các doanh nghiệp ngành bán lẻ. Vì như anh chị cũng sẽ thấy đây là cái câu chuyện của của P&G nói riêng và rất nhiều cổ phiếu bán lẻ nói chung. Đầu tiên đó là câu chuyện về cổ tức, thì rõ ràng anh chị sẽ thấy ngành bán lẻ là một ngành trả cổ tức rất là thấp, rất là thấp. Có rất nhiều ngành nghề trả cổ tức rất là thấp. Và nếu để nói về đầu tư mà nhận cổ tức thì chắc chắn là nhà đầu tư người ta sẽ không chọn PNG và không chọn cổ phiếu của ngàn bán lẻ. Định giá của PNG thì nó không phải rẻ mà nó lại rất là cao. Nếu để nói về PNG định giá dựa vào dòng tiền hoàn vốn, tức là thời gian hoàn vốn dựa vào dòng tiền kinh doanh, có lẽ đây là một trong những ngành nghề được định giá cao nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Vậy thì một doanh nghiệp trả cổ tức thì thấp, định giá thì lại cao. Mà tại sao giá cổ phiếu thì lại tăng? Và lý do tại sao chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu này? Đó chính là lý do tại sao Dũng phân tích rất chi tiết với anh chị về cấu trúc doanh thu Mà không phân tích nhiều về cấu trúc lợi nhuận của nó Là vì cái ngành nghề này là một trong những ngành nghề phát triển Mà một trong những ngành nghề phát triển thì nó phải tăng trưởng Nếu như không có dịch bệnh thì câu chuyện tăng trưởng của ngành bán lẻ mỗi năm phải trên 10% Mà trong một ngành nghề tăng trưởng trên 10% thì rất dễ để chúng ta chọn một doanh nghiệp tăng trưởng 20-30% vì nó là đại diện cho một ngành nghề và một ngành nghề hấp dẫn một ngành nghề tốt thì hiển nhiên là cái cổ phiếu đó và cái ngành nghề đó nó sẽ có rất nhiều điều kiện để nó phát triển và trên thực tế thì câu chuyện của P&G trong khoảng 5 và 7 năm trở lại đây thì gần như năm nào họ cũng tăng trưởng cả về quy mô, cả về doanh thu và cả về lợi nhuận. Thì từ đó chúng ta mới biết được rằng à, đầu tư cổ phiếu của ngành bán lẻ chúng ta không cần quá tập trung vào định giá. Chúng ta đừng có quá tập trung vào cổ tức mà chúng ta hãy tập trung vào sức hấp dẫn của sự tăng trưởng của ngành. Đó chính là lý do tại sao chúng ta đầu tư vào cổ phiếu của ngành bán lẻ là dựa vào sự hấp dẫn, không phải dựa vào cấu trúc rất an toàn hoặc là rất tuyệt vời hoặc là cổ tức rất là cao hoặc định giá rất là hấp dẫn. Mà đó là do cái sự hấp dẫn, sự phát triển của một ngành nghề. Đấy chính là lý do chúng ta phân tích vào ngành bán lẻ nói chung và cổ phiếu của P&G nói riêng. Đại loại con số tăng trưởng 11% doanh thu cho quý 4 và 4% cho cả năm 2020 trong một bối cảnh kinh tế khó khăn như vậy. Với một ngành nghề không phải là một ngành nghề thiết yếu thì Dũng coi đây là một sự bất ngờ, một yếu tố bất ngờ. Và yếu tố bất ngờ thì nó tạo ra sự động lực cho sự tăng giá cổ phiếu. Và chúng ta phân tích với nhau một chút về giá vốn và cũng như là lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. À, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong quý 4 thì tăng khoảng 15%, tức là cao hơn một chút so với lại là tốc độ tăng trưởng doanh thu. Các chi phí của doanh nghiệp thì nó nó bắt đầu tăng hơn, làm cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp thì nó chỉ tăng khoảng 10% à, do các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng theo từ đó thì cái lợi nhuận tạo ra một cấu trúc lợi nhuận tăng trưởng khoảng đâu đó là khoảng 10% và cả năm thì tốc độ tăng trưởng đó là tốc độ tăng trưởng âm do những sự ảnh hưởng rất là nặng trong quý 1 và quý 2 và chỉ có quý 4 này là kéo theo thôi đại loại khi mà nhìn bức tranh câu chuyện này thì chúng ta sẽ rõ ràng hơn một chút đó là sự phục hồi của ngành bán lẻ nói chung và cổ phiếu của P&G nó tập trung mạnh và trọng điểm vào cuối quý 3 và trong quý quý 4 năm 2020. Và chúng ta cũng kỳ vọng rằng nếu như dịch bệnh được khống chế như vậy thì ngành bán lẻ nói chung và cổ phiếu của PNG nói riêng sẽ có những sự phục hồi tốt hơn cho năm 2021. Và kiểm tra một chút về tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp như sau. À, nếu như để nói về tốc độ tăng trưởng là 11% như vậy thì năm nay là một năm tốt hơn của PNG về quản trị cái dòng tiền của doanh nghiệp À, doanh nghiệp quản trị được dòng tiền và chủ yếu thì anh chị sẽ thấy là dòng tiền của doanh nghiệp nó đổ về từ hoạt động kinh doanh mạnh như vậy đó là do năm nay doanh nghiệp không còn phải nhập nhiều hàng tồn kho nữa nếu như chúng ta cùng tính ý thì năm ngoái họ phải nhập đến hơn 2.000 tỷ hàng tồn kho để họ có thể bán trong dịp lễ tết nhưng năm nay họ không những không nhập nữa mà họ lại giảm cái lượng hàng tồn kho khi họ giảm cái lượng hàng tồn kho thì làm cho cái dòng tiền của họ dương dòng tiền của họ mạnh lên thì họ sẽ làm được nhiều thứ hơn lý do tại sao họ lại giảm hàng tồn kho à, nếu như anh chị sẽ thấy thôi là đây là cái lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp trong uh, quý 4 năm 2020 so với lại đầu năm từ 7.000 tỷ nó xuống còn khoảng 6.500 tỷ tức là doanh nghiệp trong 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 giai đoạn này họ không nhập hàng tồn kho nữa họ không nhập hàng tồn kho nữa một phần là do cái lượng hàng tồn kho của họ đã quá lớn trong quý 1 và quý 2 lúc đó thì thị trường nó bị ảnh hưởng dịch bệnh bị ảnh hưởng cho nên là họ không bán được lượng hàng tồn kho của họ bị dồn lượng hàng tồn kho dồn thì phải đến quý 3 và quý 4 thì họ mới bán ra và họ cảm thấy rằng là lượng hàng tồn kho của họ vẫn đang còn cao cho nên là họ không nhập về họ không nhập về thì cái dòng tiền của của, của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp họ dương hơn đó là cái câu chuyện đầu tiên và khi họ có tiền rồi thì cái dòng tiền của họ sẽ mạnh hơn vậy lý giải một chút tại sao dòng tiền họ mang về là gần 1.500 tỷ mà tại sao tiền đổ về của doanh nghiệp nó chỉ rơi vào khoảng hơn 400 tỷ thôi một phần đó là do doanh nghiệp họ trả nợ ngân hàng đó là họ trả nợ các khoản vay ngắn hạn và họ trả cho các bên khi mà họ chiếm dụng uh, chiếm dụng hàng thì họ cũng sẽ trả cho các bên cung cung ứng hàng hóa cho png thì đấy chính là một trong những lý do khiến cho cái dòng tiền của họ tốt hơn nhưng có một câu chuyện à, và dũng muốn phân tích đó là khi mà dịch bệnh như vậy thì đâu cái động lực của doanh nghiệp ở đâu để phát triển khi mà chúng ta thấy rằng là cái lượng tiền của họ nhiều hơn như lượng tiền của họ nhiều hơn thì đồng nghĩa với việc đó là họ không còn tái đầu tư nhiều nha chị cũng sẽ thấy thôi tiền chi mua sắm thì nó nó sụt giảm nhiều hơn năm ngoái thì chi tiền chi ra để đầu tư là khoảng hơn 200 tỷ thì năm nay nó họ chỉ chi ra dưới 100 tỷ. Tức là cái mức độ chi ra và mức độ nhân rộng quy mô của họ thì có xu hướng là họ eo hẹp hơn, họ phòng thủ hơn một chút. Thì khi họ phòng thủ hơn một chút thì câu hỏi được đặt ra là động lực trong tương lai của doanh nghiệp này như thế nào? Có thể BNG hoặc là Thế Di Động là một trong những doanh nghiệp mà họ kinh doanh rất là tốt. Họ họ xử lý rất là tốt trong một điều kiện khó khăn của kinh tế. Nhưng được đặt lại một câu hỏi đó là khi họ không phát triển quy mô thì cái động lực nào để họ tăng trưởng trong tương lai? Mà như khi này chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phân tích Đầu tư vào cổ phiếu bán lẻ là dựa vào tính hấp dẫn Đó là sự nhân rộng, nhân rộng và sự gia tăng doanh thu Nhưng nếu như không đầu tư thì động lực ở đâu để trong những năm tiếp theo họ sẽ gia tăng doanh thu Có lẽ câu hỏi này chúng ta cần phải sát sao hơn trong từng quý của năm 2021 Để xem từ coi họ có hướng ra hay không Nếu họ không có hướng thì không có nhiều động lực Mà không có nhiều động lực thì giá cổ phiếu rất là khó để tăng Nhưng tóm lại trong năm nay, câu chuyện của năm nay Đó là có một cái quả nhân tốt một kết quả nhân dân vượt mong đợi trong khi mặt bằng cổ phiếu của rất nhiều cổ phiếu cha anh chị cũng sẽ thấy đây là giai đoạn của dịch bệnh đến điểm của dịch bệnh và đây là giai đoạn của đầu năm 2021 thì có rất nhiều cổ phiếu họ đã vượt qua những cái đỉnh cũ họ vượt qua cái giai đoạn mà dịch bệnh hoàn hẳn họ vượt luôn qua cái giá trị đó và giá cổ phiếu đặt neo ở một vùng giá rất cao còn đối với những cổ phiếu cổ phiếu bán lẻ nói chung thì sao đây là diễn biến của trước dịch bệnh đây là diễn biến của trong dịch bệnh và diễn biến của sau dịch bệnh thì anh chị cũng sẽ thấy thôi nếu như chúng ta so sánh ngang hàng với nhau thì chúng ta sẽ thấy tài sản của bán lẻ nó sẽ còn rẻ hơn thấp hơn rất là nhiều so với các doanh nghiệp khác có thể là ngành chứng khoán có thể là ngành bất động sản có thể là ngành dệt may có thể là ngành xuất khẩu có thể là ngành rất là nhiều ngành nghề nó đã tăng giá rất là cao trong khi mặt bằng giá của cổ phiếu bán lẻ nó chung và cổ phiếu của png thì nó chưa tăng nhiều hơn so với lại thời điểm trước dịch đó chính là một trong hai lý do để khi cho cổ phiếu đó có những sự bất ngờ cả bất ngờ về hoạt động kinh doanh và cả về sự bất ngờ của giá cổ phiếu trong đầu năm 2021. Tóm lại và kết luận lại một vài vấn đề chúng ta trao đổi với nhau về cổ phiếu này trong quý 4 năm 2020 thì nó có một kết quả kinh doanh đầy sự bất ngờ dựa vào sự bán được hàng tốt hơn so với những gì mong đợi của chúng ta. Cải thiện về sức khỏe tài chính, các lượng tiền vay nợ có những xuống sụt giảm, cải thiện về dòng tiền của doanh nghiệp tốt hơn rất là nhiều trong quý 4. Và có lẽ như là cái tính thời điểm nó sẽ phù hợp hơn Khi có rất nhiều người họ đã có lời ở các cổ phiếu và các ngành nghề khác Thì đâm ra cái tâm lý của mình đó là đi tìm những cái ngành nghề chưa tăng giá Và đi tìm những cổ phiếu nào đó sẽ phục hồi cho năm 2021 Có lẽ tính thời điểm nó sẽ phù hợp hơn Cho đây là những quan điểm và chia sẻ ngắn của Dũng Hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức và nhiều giá trị Để mở tài khoản tài chứng khoán FPT Tiết giảm chi phí vẫn luôn là một cách để tối hóa lợi nhuận nếu như anh chị vẫn chưa có một danh mục đầu tư cho năm 2021 khi mà hầu như các cổ phiếu đều đã cao rồi, mặt bằng tài sản nó cũng đã lớn rồi, có thể sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn đầu tư của Dũng. Chúng ta sẽ có khoảng 60 đến 90 phút trình bày trao đổi, thuyết trình và đưa ra một phương án danh mục. Tất nhiên Dũng và cộng sự đã phân tích rất chi tiết những cổ phiếu đó. Khi chúng ta thống nhất với nhau xong thì các phân tích chi tiết sẽ được in ra và gửi về bàn làm việc của anh chị. Nếu như anh chị có cần một người nào đó phân tích cổ phiếu theo yêu cầu, anh chị có thể liên hệ với Dũng. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần thứ tuần 1 tháng 2 năm 2020 tức là tuần sau nữa đây là tuần cuối cùng trước khi chúng ta nghỉ Tết Nguyên Đán khoa học đọc hiểu báo cáo tài chính online tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi chúng ta sẽ có 3 buổi trao đổi với nhau về các cấu trúc của, của báo cáo tài chính tại sao chúng ta cần phải đọc báo cáo tài chính tại sao báo cáo tài chính nó là ngôn ngữ của đầu tư và chúng ta phân tích báo cáo tài chính như thế nào mà chi tiết xin hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436 Dũng xin hết